Người ta biết đến vụ phá hủy chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Anh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nơi nó được coi là được bảo vệ chặt chẽ nhất trên thế giới. Mến chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đón xem những tin tức nóng hổi nhất trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là những nội dung chính sau đây. Sự thể hiện quân sự của Nga trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine đã cho thấy điểm yếu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Challenger 2 của Ukraine bị Nga tiêu diệt như thế nào? NATO lên tiếng sau nghi vấn mảnh vỡ UAV Nga rơi xuống Romania. Sự thể hiện quân sự của Nga trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine đã cho thấy điểm yếu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Stefan Bryan, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách An ninh, viết trong một bài báo. Truyền thông, thành công của Nga trong xung đột vũ trang ở Ukraine cho thấy điểm yếu của NATO. Sự thể hiện quân sự của Nga trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine đã cho thấy điểm yếu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Stefan Bryan, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách An ninh cho biết. Mặc dù các lý do bùng phát xung đột khác nhau, nhưng chắc chắn chúng sẽ trở thành nơi thử nghiệm việc phát triển, công nghệ, chiến thuật và chiến lược. Xung đột ở Ukraine không khác mấy về mặt này. Hơn nữa ở một khía cạnh nào đó, đây là mô hình của những thay đổi trong chiến tranh hiện đại. Thật không may cho NATO, nó cũng mang đến những tin xấu. Bài báo viết. Theo nhà phân tích, cuộc xung đột Ukraine cho thấy điểm yếu của NATO. Đó là dù trang bị cho binh sĩ Ukraine vũ khí phương Tây, nhưng quân đội Ukraine không chiếm được các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, do vũ khí, xe bọc thép và hệ thống phòng không của Liên minh không hiệu quả. Nhà quan sát nhấn mạnh, Nga đã thể hiện sự vượt trội của mình không chỉ về mặt chiến thuật mà còn về mặt công nghệ. Vũ khí và trang bị của nước này vượt trội so với các phiên bản phương Tây và máy bay không người lái, đặc biệt là Lancet, vốn không có loại tương tự ở phương Tây, tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Chuyên gia tóm tắt, một trong những kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine là bằng chứng cho thấy NATO chưa sẵn sàng bảo vệ ngay cả lãnh thổ của chính mình. Challenger 2 của Ukraine bị Nga tiêu diệt như thế nào? Truyền thông Mỹ dự đoán Nga đã phát hiện và tiêu diệt xe tăng Anh Challenger 2 của Ukraine khi nó rời khỏi chỗ ẩn nấp, hành tiến trên đường. Người ta biết đến vụ phá hủy chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Anh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nơi nó được coi là được bảo vệ chặt chẽ nhất trên thế giới. Challenger 2 là sản phẩm đặc trưng của trường phái thiết kế xe tăng. Đặc điểm chính của nó xuất phát từ quan điểm của người Anh, coi xe tăng không chỉ là phương tiện xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương mà còn là phương tiện tiêu diệt các xe tăng khác. Không giống như các trường phái thiết kế khác, trường phái Anh ưu tiên pháo chính và các lớp bảo vệ. Với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, pháo của Challenger 2 cho phép bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách lên tới 8 km với cơ số đạn là 52 quả. Để bảo vệ an toàn chống lại các loại đạn chống tăng, Challenger 2 có trọng lượng rất nặng, được trang bị áo giáp mạnh mẽ và pháo cỡ nòng lớn. Hơn một nửa trọng lượng của xe tăng tới 53% là lớp giáp, trong khi với các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của các nước khác, tỷ lệ này chỉ chiếm chưa đến 40%. Lớp bảo vệ ngày càng tăng của xe tăng Challenger 2 được cung cấp bởi lớp giáp tổng hợp Chobham. Bí mật về nó được công ty sản xuất giữ cẩn thận đằng sau 7 con dấu, bởi vì họ tin rằng ngay cả đạn xuyên giáp mạnh nhất cũng sẽ bất lực trước nó và chắc chắn là người Nga cũng đã nghiên cứu rất sâu về cấu trúc các lớp giáp của Challenger 2. Việc đặt cược vào việc tăng cường bảo vệ đã dẫn đến khối lượng khổng lồ của chiếc xe bọc thép nặng tới 75 tấn được trang bị toàn thân. Không phải cây cầu nào ở Ukraine cũng có thể chịu được trọng lượng lớn như vậy và các lớp đất đen Ukraine sụt lún nhão nhuét sau những cơn mưa sẽ trở thành chướng ngại vật không thể vượt qua. Không có gì ngạc nhiên bởi vì Challenger 2 được thiết kế giống như người tiền nhiệm Challenger, phù hợp với các điều kiện của các sa mạc khô cằn ở Trung Đông. Do khả năng bảo vệ rất tốt cùng với những ưu điểm về hỏa lực kết hợp với trọng lượng quá nặng khiến nó hành tiến khó và khiến cho quân đội Ukraine sử dụng nó một cách rất thận trọng ở phía sau, nên rất khó để kẻ địch có thể tấn công tiêu diệt nó. Theo một lính tăng của Lữ đoàn 82, lực lượng Ukraine ưa thích sử dụng 14, hiện tại là 13 chiếc Challenger 2 của Anh để hỗ trợ hỏa lực tầm xa, bởi theo họ, đây là một cỗ xe tăng được thiết kế để hoạt động rất hiệu quả ở khoảng cách xa. Họ sử dụng xe tăng Challenger 2 làm các điểm tấn công hỏa lực từ xa, chủ yếu để tận dụng tối đa lợi thế của hệ thống quang học, hoạt động cả ngày lẫn đêm một cách tuyệt vời. Khả năng kiểm soát hỏa lực chính xác và pháo chính mạnh mẽ, bắn đạn xuyên Wolfram xa từ 2 dặm trở lên. Theo thông tin trên truyền thông Nga và Ukraine, hiện vẫn chưa rõ chiếc Challenger 2 đầu tiên trong số 14 chiếc xe tăng của Anh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã bị Nga bắn cháy như thế nào. Nhưng ấn bản Forbes của Mỹ đã đưa ra những phán đoán của mình.
Theo tạp chí Mỹ, khi các tiểu đoàn Ukraine được Challenger 2 hỗ trợ tiến lên phía trước, xe tăng không còn cách nào khác là phải di chuyển về phía trước để theo kịp đội hình tấn công, nên rõ ràng người Nga đã phát hiện được chiếc xe tăng nặng nề của Anh rời khỏi chỗ ẩn nấp và hành tiến trên đường. Có khả năng chiếc Challenger 2 chịu số phận hoàn toàn giống với những tổn thất trước đó của xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất trong biên chế Ukraine. Nó đã bị trúng mìn hoặc bị pháo Nga bắn bất động, rồi sau đó là bị máy bay không người lái tấn công nhằm mục đích kết liễu nó. Forbes kết luận rằng lực lượng vũ trang Ukraine ngày nay thực sự đang ném vào lò phản công tất cả những gì có trong kho, ngay cả những xe tăng bắn tỉa có giá trị cao của phương Tây có thể được sử dụng hiệu quả từ các vị trí được bảo vệ như Leopard 2 của Đức hay Challenger 2 của Anh. Ngoài ra, việc chiếc Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy cho thấy quân đội Nga trên hướng Zaporizhia-Zaporohi đã cải thiện sự tương tác giữa các phương tiện trinh sát trên không, thông tin liên lạc và sát thương hỏa lực, giúp họ có thể phát hiện kịp thời và tiêu diệt các phương tiện bọc thép được bảo vệ nhiều vòng như vậy. NATO lên tiếng sau nghi vấn mảnh vỡ UAV Nga rơi xuống Romania. Trong tuyên bố phát đi vào đêm qua, NATO cho biết sẽ theo dõi sát tình hình sau khi Romania phát hiện mảnh vỡ máy bay không người lái UAV, nghi là của Nga, rơi xuống lãnh thổ nước này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và liên hệ chặt chẽ với đồng minh Romania, NATO cho biết trong một thông cáo. Romania, một thành viên của NATO, ban đầu bác bỏ thông tin của Ukraine cho rằng mảnh vỡ UAV của Nga rơi xuống lãnh thổ nước này trong vụ tập kích cảng Iman của Ukraine vào tối ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Romania ngày hôm qua đính chính, các nhà điều tra của chúng tôi đã phát hiện các mảnh vỡ giống mảnh vỡ UAV vào tối ngày 5 tháng 9. Những mảnh vỡ này được tìm thấy gần làng Plauru ở bờ sông Danube đối diện cảng Iman của Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania nói rằng họ sẽ tiến hành phân tích kỹ thuật để xác định nguồn gốc và đặc điểm của các mảnh vỡ. Tổng thống Romania Klaus Iohannis sau đó yêu cầu mở một cuộc điều tra khẩn cấp. Nếu những mảnh vỡ này được xác định là từ UAV của Nga, điều đó là không thể chấp nhận được và là vi phạm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Romania, một đồng minh của NATO, Tổng thống Iohannis nhấn mạnh. Ông cho biết thêm, Romania tiếp tục cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO. Trong NATO, chúng tôi luôn được bảo vệ tốt. Romania được hưởng lợi từ các cam kết an ninh mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhà lãnh đạo Iohannis cho biết. Nga hiện chưa bình luận về những diễn biến trên. Với tư cách là thành viên NATO, Romania được bảo vệ theo Điều 5 trong Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, khi một thành viên bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, đồng nghĩa với toàn liên minh bị tấn công. Do vậy, liên minh có thể phối hợp ngăn chặn hoặc đáp trả mối đe dọa đó. Đến nay, Điều 5 mới được kích hoạt một lần sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Các chuyên gia không loại trừ kịch bản NATO sẽ bắt đầu triển khai các hệ thống phòng không để đánh chặn UAV, tên lửa tiếp cận biên giới Romania, Ba Lan và các nước thành viên khác gần khu vực xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Romania Engel Tiva cho hay, giới chức nước này xác nhận các mảnh vỡ UAV được tìm thấy không gây ra mối đe dọa trực tiếp. Đó dường như là mảnh vỡ UAV văng xuống Romania sau khi nhắm mục tiêu vào cảng của Ukraine, chứ không phải UAV phát nổ trên lãnh thổ Romania. Vào sáng ngày 6 tháng 9, Nga tập kích UAV vào cảng Iman trên sông Danube ở tỉnh Odessa của Ukraine. Vụ tập kích khiến một người thiệt mạng. Danube là con sông nằm ở biên giới giữa Ukraine và Romania. Gần đây, Nga tăng cường tấn công vào các cảng của Ukraine. Động thái này được cho là nhằm kìm hãm hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Từ lâu, nhiều người đã lo ngại nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng sang các nước láng giềng, trong đó có những nước thành viên NATO như Romania, Ba Lan và kéo theo một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh Tin Tức Việt. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mời quý vị cùng chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị trên màn hình.